Chó bạn series này chúng ta sẽ đi độ pin, làm pin và làm đế chuyển pin cho các cái máy đeo watt. Thì đầu tiên trong series này là một cái vít đeo watt 7.2V. Chúng ta sẽ tiến hành chế cái đế độ để chuyển về cái vỏ pin, hộp pin cái Makita. Chứ đầu là cho hộp 7.2, tiếp đến sẽ là 9.6, 12, 14 và cuối cùng sẽ là 18V. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Chiêu của Taro, kênh YouTube chuyên về pin, các thiết bị cầm tay và xe điện. Like, sub để luôn nhận được các video mới nhất của kênh. Cái hộp pin 7.2V này nó khá là bé. Cái giải pháp chúng ta duy nhất nếu mà bạn muốn độ sang liền đó là chúng ta in cái đáy dài lên. Tuy nhiên thì nó khá là xấu. Để gắn vào cái bộ thân pin như này. Nhưng giấy dài hơn thì nó sẽ phải dài cỡ tầm này. Thì giải pháp của tôi hiện tại vẫn là độ lên, chuyển sang đế cài, dùng các cái hộp pin Makita cài kiểu như này, hộp pin dạng 3 chân. Makita có nhiều phiên bản, hiện tại thì cái bản mới nhất của nó không còn mạch bảo vệ ở phía pin, mà mạch bảo vệ nó đẩy lên cái phiền thân của khoan, tức là cái hộp pin dạng kiểu 5 chân. Hộp pin dạng 2 chân hoặc 3 chân vẫn là cái hộp pin cũ, tức là cái mạch bảo vệ nó nằm ở phía trong này. Bộ pin này chưa chắc đã có mạch bảo vệ, nó chỉ có thể là cho mạch tiếp xúc thôi. Thì để độ lên chúng ta sẽ phải dùng một cái đế chuyển sang cái vỏ pin, hộp pin Makita. Đế chuyển nó sẽ được gắn vào cái phía dưới hộp pin gốc kiểu như này và giúp chúng ta giữ được cái hộp pin Makita. Ở trong cái video này thì tôi giới thiệu một số phiên bản đế chuyển có đồng hồ LED và phiên bản đế chuyển không đồng hồ LED. Trong mỗi phiên bản này nó lại có thêm bản rút gọn hoặc bản đầy đủ. Bản rút gọn tức là trong trường hợp mà bạn có cái vỏ hộp pin gốc thì tức là bạn đã có cái đầu tiếp xúc lên phía trên rồi. Vì vậy bạn có thể tái sử dụng lại cái đầu tiếp xúc này và chỉ cần phần phía dưới để giữ cái đế chuyển Makita. Thì cái phiên bản này là phiên bản rút gọn, tức là nó chỉ có ba cái này, lẫy và cái tiếp xúc. Thì cái lẫy bạn sẽ gắn vào phía dưới hộp pin để chúng ta có thể giữ được di chuyển. Đó là cái này. Sau khi gắn vào thì bạn sẽ bắt vít cái đế chuyển phía trên. Thế đây là cái phiên bản rút gọn. Tức là bạn sẽ phải tự hàn. Chính xác hơn là bạn sẽ tận dụng lại cái đầu tiếp xúc của cái vỏ pin gốc để bạn tiếp xúc lên phía trên. Phiên bản rút gọn này nó có cả đèn LED, còn trong tay tôi là trong cái dạng mà không đèn LED, cái pin nó dạng như này. Còn dạng thứ hai là phiên bản dạng đầy đủ, tức là trong trường hợp dùng cho trường hợp mà bạn có khoan vít nhưng mà bạn lại không có vỏ pin gốc, vì vậy bạn sẽ cần thêm cả cái đầu tiếp xúc bên phía trên nữa. Thì cái đầu tiếp xúc bên phía trên của tôi đầy đủ sẽ là như này, gắn vào. Sau đó là chúng ta sẽ gắn cái chân giữ này khá là chắc, chúng ta có thể neo được, giữ được cái hộp pin này. Và cuối cùng bạn bắt vít thì chúng ta có hai loại. Thứ nhất là vít bắt cho cái giữ cái chân điểm dưới với cả cái miếng chèn, và vít thứ hai là vít giữa cái đầu này với cả cái phần lắp ở phía trên. Thì trong trường hợp này demo thì tôi sẽ bắt tạm, nó cũng chưa phải là chặt lắm nhưng mà chúng ta bắt tạm cũng được, không vấn đề gì cả. Tức là chúng ta sẽ sử dụng bắt mỗi cái phần lắp phía dưới thôi, chứ còn với phần bên trên thì chúng ta không cần bắt. Và chúng ta bắt khoảng độ tầm 2-3 con ốc để giữ tạm tạm. Vì thực ra demo thì chúng ta còn tháo ra cho nên là việc bắt chặt cố định. Cái vỏ pin mục đích của các cái bộ chế của tôi là cố định cái hộp pin này và sử dụng nó trong cái thời gian dài, chứ không phải là cái dạng mà
tháo lắp thường xuyên, tức là bạn có thể tháo lắp cái pin cài Makita. Còn phía phần trên này, phần như chúng ta sẽ cố định luôn đó bạn. Đây là cái hộp pin mà sau khi chúng ta cố định. Đối với cái hộp pin 7,2V này thì chúng ta chỉ cần đẩy lên tầm 2, 4, 6 hoặc 8 viên. Tức là bạn chỉ cần dùng cái vỏ pin một hàng là quá thừa. Cái vỏ pin này chết rồi. Pin chết, ở đây tôi không có cái vỏ pin một hàng, chỉ có vỏ pin một hàng cũ này để được mua này. Nó sẽ là như thế này. Còn cái pin chạy thật, ở trong cái video này thì tôi lại có một cái hộp pin. Thường tôi chỉ có hộp pin hai hàng. Hai hàng này chúng ta tối đa là 10 viên. Thực sự thì với cái bộ vít nhỏ này thì chúng ta không cần thiết để mức thế. Tuy nhiên tôi không có vỏ pin một hàng trên để demo cho các bạn. Thì tôi dùng cái vỏ hộp pin hai hàng này. Vỏ pin hai hàng thì gấp ở đây nó hơi xấu, vì nó hơi to. Thì chúng ta sẽ có một cái bảng đầy đủ kèm led vôn kiểu này. Hơi to thật. Đây. Để cho các trường hợp như này. Vít này thì có thể xoay được. Đấy. Cầm ngang hoặc cầm dạng thẳng đứng này. Trong trường hợp mà bạn muốn tháo cái gì đó. Thường cái dạng cầm tay này thì bạn nên chỉ lắp khoảng độ tầm 4 viên là đẹp. Tức là dùng vỏ pin một hàng là quá chuẩn. Vỏ pin hai hàng căn bản tôi không có, cho nên là phải sử dụng cái vỏ pin hai hàng như này, một hàng sẽ là quá vừa. Bạn có thể theo dõi điện áp của bộ pin, tất nhiên rồi, với cái đồng hồ led ở phía này. Ok, như vậy đây là cái bản đầu tiên trong cái chuỗi về các cái đế chuyển cho pin dòng máy điều hiện tại là 7,2, tiếp đến sẽ là 9,6, tiếp đến nữa sẽ là 12, tiếp đến nữa sẽ là 14 và cuối cùng sẽ là 18V. Chưa, các bạn đã theo dõi.